Yo, hello, what's up chào em nha, quay trở lại với channel mình đây từ đường phố đấy mọi người nha. Chào anh em gamer, hãy tạo chiếm mình đây từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước video cho anh em xem video. Vậy đầu video anh em xem like và một đăng ký kênh cho nó phát triển nha, cảm ơn em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến con đằng VIP 4 anh em, Luffy 62286 bạn. Hôm nay qua đây để quay game là chính các bạn, trước mắt là cứ quay game đó anh em. Đẳng cấp nào, thức tỉnh nào anh em. Thức tỉnh Zoro là anh em. Thức tỉnh Zoro là bạn. Xời, xịn xò bạn. Hôm nay bùng phát thức tỉnh Zoro E3. Xịn xò hôm nay thì chúng ta cần nhận được quả cáp vui chơi sự kiện anh em. Và đặc biệt hôm nay thì sau khi xin ý kiến bác chủ hàng thì hôm nay thì tôi sẽ nhận được quả kèo test nhân phẩm của bạn với những quả nhân phẩm đỉnh cao bạn. Đó, nhìn nhanh thì anh em sẽ thấy anh em ở đây hiện tại chúng ta có 23 dương huyền thoại các bạn. Có cơ hội mở từ 100k quên lộn, từ 200 đến 100k kim cương, từ 1 đến 600 thùng bia và từ 5 đến 100 xu vòng quay các bạn. Tiếp theo là có 33 dương hải tạc các bạn. Ôi trời. Hôm nay chúng ta gọi là xả banh lóc anh em, quẩy banh banh người luôn. 112 dương kim cương các bạn. Thầy hôm nay đen đen luôn các bạn nhá. Hôm nay xả đen đen luôn. Đó, hôm nay bung bánh nóc nào luôn các bạn, để xem nó nhân phẩm tới đâu các bạn, để sau khi bung hết đống tăng nguyên này, bung hết đống quà này chúng ta được nhiều tăng nguyên không anh em. Hôm nay chúng ta sẽ đi test nhân phẩm với dương quà khủng các bạn nhá. Ok. Trước mắt thì chúng ta ghé fanpage rồi anh em. Fanpage chúng ta này có rehot không? Thuyền trưởng đã tiêu bao nhiêu để được BO limited? Ok, hiện tại fanpage chúng ta có cập nhật gì mới không? Hiện tại chắc không anh em, chúng ta có mới quà mừng anh em và code tuần mới thôi. Và đặc biệt là code web. À, một thông báo qua, thấy code web rồi anh em săn bảo là bữa nay code web bắt đầu lên rồi anh em. Các bạn đi săn là vừa nhé, code web bữa nay bắt đầu rơi rồi anh em. Đó, mấy em bữa nay sự kiện web toàn vậy anh em, mấy ngày đầu thì nó chưa ra, nó mới mở, nó chưa rớt đâu. Nhưng bữa nay bắt đầu rất nhiều rồi. Anh em mà chưa lấy thì anh thủ đi lên săn và lấy các bạn. Các group của anh em. Anh em đến đâu rồi? 299k các bạn. Quả béo quá nên không chơi. Cây chày. Căng thế nhờ. Ờ, sự kiện tương mới nhỉ. Ừ, 6k like, 6k share sự kiện nữa này anh em này. Cũng được có hơn 1k chia sẻ. Còn mấy sự kiện anh em ít tham gia nên là quà chúng ta không có nhiều, chấp nhận thôi. Chẳng quên chúng ta làm sự kiện tương mới anh em, mấy này check mà cũng quên mất bạn chúng ta làm sự kiện tương mới nữa, check qua nào, xem nào. Hôm nay như ngày cuối rồi, theo tôi nhớ nhầm hiện tại video này tôi đang quay vào ngày 24 các bạn nhé. Hôm nay ngày cuối sự kiện luôn rồi các bạn. À không, các bạn còn một ngày nữa anh em nhé, còn một ngày nữa các bạn. Còn một ngày nữa là anh em, các bạn kéo lượt xe đây anh em nhé, kéo lượt xe đây nhận quà anh em, phần quà cũng được mà. 10, 20 thùng bia anh em, 10 đá xanh nục cũng được các bạn. Em chỉ khó vote like xe lên là được các bạn, vote xe lên được anh em nhé. Rồi, tiếp tục quay trở lại với con hàng này anh em. Để xem nào, hôm nay chúng ta sẽ mở từ dương nào đây anh em. Trước mắt là ba dương này đây anh em. Dương mấy dương này thì mở cho nó vui thôi. Thật sự mấy dương báu vật này mở cho nó vui thôi. Đây. Quên check qua kim cương các bạn. Hàng này hiện tại đang có 2286889 anh em. 2289. Lên này các bạn này. Nhẹ nhàng các bạn lên ngay. Rồi. À, rất là nhiều phần quà để mở anh em. Chưa biết mở cái nào trước các bạn. Ra mở nhanh cũng được thôi. Nhưng mà tôi muốn mở từ từ anh em. 27 dương boss chứ này. Ok các bạn, thu về được thêm 90 xu cũng được các bạn, 90 xu. Hai dương may mắn bill à. Vậy thì mở dương mắn may mắn group chứ đây anh em. 50 thùng bia. Được của nó đây anh em. 5 dương may mắn Nufinica các bạn, từ từ mấy cái dương 5 từ từ. Dương 1 dương may mắn Usopp này. 200k nước mắt men cherry. Pudding bể bơi. Cũng hơi bị đen đen đấy nhờ. Đây dương gì đây? Dương may mắn à. À bút ghi anh em, dương này dương bút ghi.
100 xu ra, 100 xu ra anh em nghe nghèo nhỉ. Ba dương cao cao cấp này. À đây các bạn, ui dương này cũng mới xịn này các bạn này, dương này cũng xịn này. Đây, dương này cũng là dương xịn các bạn nha. Đó, có cơ hội mở ra được pudding đồ anh em. 7 dương lận này. Nhưng mà hai dương này chết đi anh em. Nói chung mấy dương nhân phẩm tôi nói các bạn gì easy lắm. Năm này 200 xu nữa anh em cũng được. 9 này. Shiraoshi. Ui. Chưa thấy cái gì gọi nhân phẩm luôn anh em, thề đấy ra mà chưa thấy một tí gì gọi nhân phẩm luôn các bạn. Lượn ra ngoài tí anh em, đổi 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 vía tí các bạn. Bảo quá. Ok anh em đi đổi vía phát các bạn. Toang quá luôn anh em. Toang quá toang luôn nhưng mà không anh em. Ok. Còn lại mở dương tiếp nào. Mười gian mười mười dương may mắn Jin B nào. Chưa thấy cái nào dương nào may mắn thật sự anh em. Quà quảng cáo cũng rõ ngon. Cú nào. Su không ra nhiều bạn nha, không ra nhiều su luôn anh em. Bữa trước điều nhiều su bạn, bữa nay su kiểu hiếm hoi thế nhỉ. Ít su thật sự các bạn. Ok, 15 dương may mắn Sanji hắc ẩn. 300 xu ạ. Hơi toang. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi mở dương người chết anh em. 13 dương chết anh em. Mở cái này kiểu mở đại khái nhờ thề. Nhưng mà trước tôi mở được 400 cốc bia vàng một lần rồi anh em. Cái này trước tôi mở được 400 cốc bia vàng. Nhưng quả này ít quá, mỏi quá. Form tướng nào. Hai form 6 sao đấy. À, dương may mắn anh em. Được được anh em, bớt lại dương may mắn tí này các bạn này, 1k kim cương, 1k mã album anh em cũng được các bạn. Ít nhiều nhìn qua nói chung đỡ phèn tí các bạn, thề mở đấy giờ phèn quá luôn á, quà quá nghèo quá phèn luôn. Giờ chúng ta còn mỗi 112 rương kim cương anh em. 23 rương may mắn. Chúng ta mở 8 rương chết anh em. Cũng được các bạn, tạm ổn. Được coi nhiều bao nhiêu? 2, 4, 5. Cát dưới kim cương các bạn, cát dưới kim cương anh em. Vật phẩm thì như đúng rồi anh em. Chà, nhìn. Tôi nói các bạn, nó nhìn nó trông chất lượng thật sự cái phần quà anh em. Thế nhưng mà mở ra thì ôi, à đợt này được K7 anh em, được 37 kim cương các bạn. Tiếp theo đến một trong những vật phẩm gây tranh cãi rất là nhiều trong đợt vừa lần đường đây anh em, đó là dương kim cương các bạn. Ở đây hiện tại hôm nay thì chúng ta có 112 dương. Tôi nhớ bữa trước có một bạn xả một phát 80 mấy dương anh em và kết quả thu về được 20 mấy k kim cương. Hiện tại, ui, nãy ra được 22 đúng không? 22,8 anh em, nãy giờ mở đúng được hơn 10k rồi. Hiện tại là 3319, tôi sẽ mở thẳng các bạn nhé, chúng ta sẽ mở thẳng luôn anh em. Chúng ta sẽ mở thẳng luôn các bạn, sẽ mở hết 112 dương kim cương để xem được bao nhiêu đây các bạn. Ok, enjoy là mở thôi, bên get go thôi anh em, inbox. Get go. 1k dưới kim cương. 2k. 2k dưới. 3k. 6k. 6k dưới. 7k. 7K. Ok các bạn, 13k nữa là 20k kim cương rồi. Được này các bạn này. Các bạn, 22k dưới kim cương các bạn. 112 dương kim cương được 23k dưới kim cương các bạn thấy sao anh em? Buồn thế nhờ, ít thật sự các bạn.
Nhưng thôi, clip mở Dương Nhân Phẩm này kết thúc đây. Chúc anh em có nhiều phân phẩm nhé. Clip kết thúc đây, hẹn gặp bạn ở clip theo. Giờ thì bye bye người. Đó. Thế nào trong sót gọi 12 Dương Kim Cương anh em. Từ thôi dẹp luôn các bạn. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người theo nha. Tạm biệt.